Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Hải Phòng kết nối được phát sóng trên kênh THP Cộng, mang tới những thông tin nổi bật từ các tỉnh thành phố trên cả nước. Ngay bây giờ sẽ là mục điểm tin. Thưa quý vị, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Lào Cai mới chỉ thu hút thêm được 6 dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu kinh tế. Con số này còn rất khiêm tốn so với lĩnh vực vốn được tỉnh kỳ vọng sẽ tạo sự đột phá trong nhiệm kỳ này. Tỉnh Lào Cai đang nỗ lực tháo gỡ những rào cản để đẩy mạnh thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh. Để duy trì sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp này đang phải thuê lại mặt bằng tại khu công nghiệp Bắc Duyên Hải với giá cao. Điều này khiến chi phí sản xuất bị đội lên, thiếu tính ổn định. Hiện tại thì đang thuê lại mặt bằng và nhà xưởng của đơn vị khác, cho nên cái giá tỷ thuê nó đánh giá vào cái giá thành sản phẩm, nó tăng cái giá thành sản phẩm lên, cho nên hầu như là doanh nghiệp hầu như là không còn lại mấy. Doanh nghiệp cũng rất là mong muốn là tạo điều kiện giúp đỡ cho doanh nghiệp về mặt bằng sản xuất thì bổ trì một khu đất để xây dựng nhà xưởng, bởi vì là cái này là nhìn về lâu về dài. Hiện các khu công nghiệp đã được lấp đầy nên không bố trí được mặt bằng cho nhà đầu tư mới. Vậy nhưng trên thực tế, nhiều quỹ đất đang bị bỏ không do doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả. Lô đất này rộng 5 hecta trong khu công nghiệp Đông Phú mới đắp chiếu từ nhiều năm nay. Không có hoạt động sản xuất nào diễn ra, nhưng gì còn lại chỉ là ít máy móc bắt đầu hư hỏng. Cũng không có gì là hoạt động cả, cứ như này đó. Của chú là trông coi cái tài sản ở trên sân này và cái khu vực này, chẳng hạn những cột đèn, thùng container không có ai nhìn. Bảo quản nó thì mình không bảo quản được, nhưng chủ yếu là trông coi. Đa số các dự án ở khu công nghiệp này đều kinh doanh kho bãi, đến nay không còn phù hợp với thực tế. Trong khi đó, việc chuyển đổi mục đích lại gặp khó khăn do vướng vào quy hoạch. Thực tế dù dừng hoạt động, nhưng cơ quan quản lý nhà nước cũng không thể thu hồi đất của doanh nghiệp. Là phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đầu tư. Đấy, anh theo thực hiện đầu tư có đúng theo mục tiêu đầu tư hay không? Đấy, hay là anh này không đảm bảo theo đúng mục tiêu đầu tư, anh làm sai mục tiêu đầu tư, anh lại là sử dụng đất sai mục đích, là đánh giá cái việc sử dụng đất làm sao, đất công nghiệp anh thuê là anh phải đưa vào đất và sử dụng. Còn tại khu kinh tế vốn được đánh giá có nhiều sức hút với doanh nghiệp lớn, nhưng việc thu hút đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn. Trong đó nút thắt lớn nhất là chưa hoàn thiện một số quy hoạch quan trọng, như quy hoạch điều chỉnh của Thủ tướng, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết hay quy hoạch vùng dự trữ khoáng sản. Bổ sung một cái quy hoạch một khu công nghiệp Cốc Mì Trịnh Tường 1.000 hecta. Để khi có được quy hoạch trong khu kinh tế cửa khẩu 200 năm có quy hoạch công nghiệp Cốc Mì Trịnh Tường thì chúng ta sẽ làm quy hoạch phân khu và chúng ta sẽ kêu gọi đầu tư. Đồng thời là trong các khu chức năng trong khu kinh tế thì cũng cần có các cái quy hoạch chi tiết cũng như rà soát về khoáng sản, về khai trường, về rừng. Đã có 18 tập đoàn doanh nghiệp lớn tiến hành khảo sát, nghiên cứu, mong muốn đầu tư vào khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh. Trong khi chờ tháo điểm nghẽn về quy hoạch, tỉnh đang đẩy mạnh hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo mặt bằng sạch, cũng như có cơ chế ưu đãi cho các nhà đầu tư. Thưa quý vị, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương, từ ngày 15 tháng 6 này, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công tỉnh, Bộ phận Một Cửa tiếp nhận và trả kết quả các địa phương trong tỉnh thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, thông báo hướng dẫn công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNEID. Đây là một nội dung quan trọng nhằm cung cấp các tiện ích cho công dân số, xây dựng chính quyền số, xã hội số, mang lại lợi ích thiết thực. Đến nay, Cổng Dịch vụ Công của tỉnh Hải Dương đã kết nối, chia sẻ, đồng bộ dữ liệu với Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an để hỗ trợ công dân đăng nhập bằng tài khoản VNEID thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Việc sử dụng duy nhất tài khoản VNEID sẽ giảm thiểu được các tài khoản ảo, tài khoản rác, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu. Các sở ban ngành địa phương đã chỉ đạo công chức thường trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính Công và Bộ phận Một Cửa đẩy mạnh tuyên truyền về các lợi ích khi sử dụng tài khoản VNEID, phổ biến hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản VNEID trong giải quyết thủ tục hành chính. Cơ bản là người dân đều có tài khoản VNEID và khi mà công dân ra đến phường thực hiện các thủ tục hành chính, chúng tôi đều hướng dẫn công dân sử dụng cái tài khoản VNEID của mình để đăng nhập cái Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và Cổng Dịch vụ Công tỉnh Hải Dương. Một số trường hợp là công dân là những người cao tuổi đấy thì hoặc là người ta có thể quên tài khoản thì công an phường cũng rất là tạo điều kiện phối hợp để hỗ trợ cho công dân trong cái việc lấy lại tài khoản hoặc lấy lại cái mật khẩu bị quên.
Theo ghi nhận tại một số địa phương trong tỉnh, đa số người dân đều đã có tài khoản VNEID. Tuy nhiên trên thực tế, vẫn còn một số người, chủ yếu là người lớn tuổi, chưa có tài khoản hoặc chưa kích hoạt. Khi tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, cùng với việc hướng dẫn người dân kích hoạt và sử dụng tài khoản VNEID, cán bộ công chức bộ phận một cửa đã chủ động hỗ trợ người dân thao tác trên điện thoại thông minh để nộp hồ sơ trực tuyến. Nhiều trường hợp công chức phải làm hộ. Có người thì làm có tài khoản, có người thì thậm chí ra cái khai cái thủ tục hành chính thì gần như chỉ khoảng được 75% là người tự khai được, còn đầu cán bộ chức vẫn hướng dẫn và vận phí còn phải làm theo họ giúp họ. Hiện nay việc thanh toán trực tuyến phí và lệ phí vẫn còn vướng mắc, cần tháo gỡ nhằm giúp người dân sử dụng tài khoản VNEID trong giải quyết thủ tục hành chính được thuận lợi. Trong cái phần mà nộp hồ sơ và thanh toán ấy, thì có một cái khó khăn đối với cán bộ công chức tại bộ phận một cửa, đó là cái thanh toán online của công dân. Vì một số lý do như một số công dân thì cũng không có điện thoại thông minh, hoặc là một số ngân hàng thì cũng chưa thực hiện liên thông để thanh toán cái online, nên là đa phần cái hồ sơ thanh toán online thì cán bộ công chức đều phải thanh toán hộ. Nhằm thực hiện kịp thời việc chuyển đổi sử dụng tài khoản VNEID trong thực hiện thủ tục hành chính, theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các cơ quan có liên quan chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh sang VNEID. Công an tỉnh chủ động phối hợp với các sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh khi sử dụng duy nhất tài khoản VNEID trong thực hiện thủ tục hành chính. Dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên số 142 Lê Lai, phường Máy Chai và phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng là dự án quan trọng nhằm thực hiện nghị quyết số 04 ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân thành phố về đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố. Dự án thực hiện thu hồi đất đối với 16,91 ha, tác động tới 7 tổ chức và 98 hộ gia đình cá nhân. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đã được hoàn thành, đủ điều kiện để giao cho các hộ dân có đất thu hồi thực hiện dự án. Dự án thực hiện thu hồi đất đối với 16,9 ha với quy mô xây dựng gồm 10 block nhà chung cư cao 15 tầng, tổng số khoảng hơn 4.450 căn hộ nhà ở xã hội và khoảng 163 căn hộ thương mại cao 7 tầng và hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ với các khu dân cư lân cận. Đến tháng 3, Ủy ban dân quận Ngô Quyền đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ phạm vi thực hiện dự án, bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện thi công theo quy định. Ngày 11 tháng 6 vừa qua, hơn 100 hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, được bốc thăm lựa chọn vị trí tái định cư, giao đất ở có thu tiền sử dụng đất theo nguyên tắc đã được phê duyệt tại quyết định số 1042 ngày 28 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban dân quận, bảo đảm công khai minh bạch. Hiện nay, Ủy ban dân quận đã chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để ban hành quyết định giao đất cho các hộ dân theo đúng quy định để xây dựng nhà ở ổn định cuộc sống. Mục tiêu dự án nhằm phát triển diện tích nhà ở tại quận Ngô Quyền, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người dân tại các chung cư cũ trên địa bàn quận Ngô Quyền, quận Hồng Bàng, bảo đảm về môi trường, tạo cảnh quan cho dân cư đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Là địa phương chăn nuôi lớn, tổng đàn lợn tính đến thời điểm hiện tại tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh trên 51.700 con. Người chăn nuôi và các cơ quan chức năng hiện đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn. Rút kinh nghiệm từ đợt dịch tả lợn châu Phi năm 2019, ngay khi có thông tin phát hiện dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, hộ chăn nuôi này đã thực hiện cách ly trại nuôi trên 300 con lợn của gia đình. Những người có nhiệm vụ chăm sóc đàn lợn cũng phải hạn chế tiếp xúc và thay đồ trước khi vào trại. Cùng với đó, công tác tiêu độc khử trùng cũng được tăng lên. Phòng dịch từ xa. Đó, thế cho nên là tất cả mọi cái đều phải qua, khi người về hoặc xe về là phải qua hệ thống khử trùng. Bên ngoài xung quanh chuồng là hệ thống bảo vệ con chuột cũng phải rất là tốt. Cái vấn đề nữa là hai ngày tôi phun cái vôi đấy, xung quanh chuồng. Hiện tổng đàn lợn trên địa bàn thị xã Đông Triều là 51.770 con, trong đó có 43.500 con lợn thịt và 4.100 con lợn nái. Trước những diễn biến của dịch tả châu Phi,
các cơ quan chức năng trên địa bàn thị xã cũng tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi phòng chống dịch, đặc biệt là quy trình chăn nuôi khép kín, đảm bảo an toàn sinh học, cũng như cách thức xử lý nếu không may xuất hiện lợn ốm. Như vậy, tính đến ngày hôm nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã ghi nhận chính thức các địa phương có dịch tả lợn châu Phi là Hải Hà, Quảng Yên, Móng Cái, Tiên Yên, Bà Chẽ, Uông Bí. Công tác kiểm soát dịch không để lây lan vẫn đang tiếp tục được triển khai tích cực. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của con người. Đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Bằng nhiều mô hình, việc làm ý nghĩa, lực lượng đoàn viên thanh niên Hậu Giang góp sức xây dựng quê hương ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp. Thay vì vứt đi những chai nhựa sau khi khách sử dụng, em Lý Ngọc Trâm ở phường 1, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang thu gom dùng để đổi thành nhu yếu phẩm sử dụng trong gia đình. Thay vì vứt đi những chai nhựa này sau khi khách sử dụng, em Lý Ngọc Trâm ở phường 1, thành phố Vị Thanh thu gom dùng để đổi thành nhu yếu phẩm sử dụng trong gia đình. Hiểu được ý nghĩa mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà của đoàn thanh niên thành phố, Ngọc Trâm nhanh chóng tham gia. Các anh chị ở thành đoàn là hướng dẫn cho mình biết được cách để phân loại rác thải. Đây là một cái hoạt động, một cái chiến dịch hay. Mình có thể vừa bảo vệ môi trường khỏi rác thải nhựa và vừa có thể học được cách phân loại rác, cũng như là mình đổi lấy được những cái nhu yếu phẩm cần thiết. Thì em mong là cái chiến dịch này sẽ được lan tỏa đến mọi người để mọi người cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường. Sau 3 năm hoạt động, mô hình đổi rác thải nhựa lấy quà thu gom hơn 10 tấn rác thải nhựa. Từ 4 điểm thực hiện ban đầu, tới nay 9 đơn vị phường, xã và 3 điểm chợ trên địa bàn thành phố cùng tham gia thực hiện, thu hút hơn 2.400 lượt người tham gia. Số tiền thu được dùng làm quỹ hỗ trợ cho trẻ em khuyết tật, người nhiễm chất độc da cam. Đã thành lập được 9 trên 9 đơn vị phường xã có cái đội hình thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, hướng dẫn người dân là phân loại rác thải tại nguồn, triển khai nhiều cái mô hình vườn đoàn ở trong các cái trường trên địa bàn của thành phố Vị Thanh, có giáo dục cho các em về cái ý thức bảo vệ môi trường, trồng cây xanh để ứng phó với biến đổi khí hậu. Ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường, thị xã Long Mỹ nổi bật với mô hình vườn ươm thanh niên của xã Long Bình. Ra mắt năm 2019, mô hình thu hút hơn 50 đoàn viên thanh niên tham gia. Tất cả thành viên của nhóm tận dụng phụ phẩm nông nghiệp như rơm, sơ dừa, tro, trấu để ươm hơn 10.000 cây kiểng, trong đó hơn một nửa đem trồng trên các tuyến giao thông nông thôn. Phần còn lại bán cho các hội đoàn thể và người dân để tạo nguồn quỹ thăm tặng quà gia đình chính sách, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó hơn 50 triệu đồng. Đa số bà con ở địa phương làm nghề là nông nghiệp nên là cái số lượng cái phụ phẩm, cái phế phẩm nông nghiệp là rất là lớn. Thì với cái chủ đề là phục hồi đất chống hạn hán và sa mạc hóa, xã Long Bình góp một phần nhỏ của cái công sức của mình vào cái công cuộc là xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường. Hiện nay, toàn tỉnh Hậu Giang có 66 đội tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, với gần 1.300 thành viên là đoàn viên thanh niên. Thực hiện công trình tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, xây mới và sửa chữa 7 cây số giao thông nông thôn, trồng mới và chăm sóc hơn 7.200 cây xanh, thu gom hàng chục tấn rác thải trên các kênh rạch. Tuổi trẻ Hậu Giang tích cực tham gia bảo vệ môi trường từ những việc làm nhỏ, hữu ích, tạo nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm tác động do biến đổi khí hậu, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và bảo vệ môi trường bền vững. Với những giá trị to lớn, mang dấu ấn đặc trưng văn hóa lịch sử của tỉnh Quảng Ninh và dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Quảng Ninh dành một không gian trưng bày riêng về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và nhà Trần. Không gian tạo được nhiều ấn tượng nhờ các hiện vật có ý nghĩa biểu tượng, giúp lan tỏa giá trị đồ sộ của di sản Yên Tử đến du khách trong nước và quốc tế. Nằm trang trọng ở tầng 2 của Bảo tàng Quảng Ninh, mở đầu cho không gian trưng bày Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và nhà Trần là biểu tượng chùa Đồng trên đỉnh Non Thiêng Yên Tử. Ngoài ra, không gian này còn có khoảng 200 tư liệu ảnh, hiện vật có giá trị nổi bật nhất của nhà Trần và Phật giáo Trúc Lâm tại Quảng Ninh như bảo vật quốc gia hộp vàng ngọa vân hay mô hình Thái Lăng, lăng tẩm đầu tiên của vua Trần tại quê gốc Đông Triều.
quần thể di tích rộng lớn trải dài được gói gọn trong một không gian trưng bày, giúp người xem có cái nhìn bao quát về Yên Tử linh thiêng và huyền bí. Rất là ấn tượng với không gian về Yên Tử, đặc biệt là gắn với tên tuổi của vị vua Trần Nhân Tông, khi mà ông đã là người mà xây dựng nên cái thiền phái Trúc Lâm đấy, và đã từ bỏ ngai vàng đấy, sẵn sàng là đi theo về theo Phật pháp. Thì chính đó cũng là một cái ấn tượng rất là sâu đậm của mình. Nhằm góp phần lan tỏa giá trị di sản Yên Tử, Bảo tàng Quảng Ninh thường xuyên chỉnh lý không gian trưng bày, tổ chức các trưng bày chuyên đề về nhà Trần, về Yên Tử và Phật giáo Trúc Lâm. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu, khai quật các di tích, chứng minh giá trị và đề xuất công nhận thêm bảo vật quốc gia thuộc quần thể di tích. Các công nghệ hiện đại cũng được đẩy mạnh, giúp tăng tương tác và khả năng tiếp cận thông tin cho du khách. Là một trong những trọng điểm du lịch của tỉnh, Bảo tàng Quảng Ninh đón đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế, nhất là cao điểm du lịch hè, cùng với các không gian trưng bày giới thiệu những đặc trưng Quảng Ninh. Không gian Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và nhà Trần là một trong những cách tiếp cận dễ dàng cho du khách yêu thích tìm hiểu, khám phá giá trị văn hóa lịch sử vùng đất tổ Phật giáo của dân tộc. Đến đây thì bản tin Hải Phòng kết nối tuần này xin tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này thứ 6 hàng tuần. Thân ái chào tạm biệt.